nào? Hồi đó mà nhậu hướng bên kia. Cái này nước mặn nè, nước mặn nó héo hết trời rồi. Trời ơi, chỗ này là tôi có chừng gớt điện thoại ở đây là không. Ủa, mỗi đứa này đi đâu, kêu cho mày. Lấy bia lại. Còn hãy uống nước có ra như vậy không tốt đâu. À, không sao. Chờ chút đi. Vậy, chờ không? Ủa, sao không vô không vậy? Trời, làm lỗ mắm cái đó hả? Bắp chuối nè. Ừ. Cái gì giống mình bỏ bói rượu quá vậy? Ừ, rượu vậy. Rượu. Không có gì dám coi rồi. Ừ. 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 Rượu hả? Rồi. Chỗ nhậu này im quá ha. Ừ, nhậu ăn cơm gì vậy? Lạc thì nhậu không? Gì đó, chơi trường hay gì đó. Em ơi! Em ơi! Tâm! Nhà anh Ba Tâm bên đó đó hả? Ừ. Phải hả? Bên đó đó hả? Tâm ơi! Lại, mày không lại không yên, nó kêu cái đặng luôn á. Đâu? Ở chỗ nào anh? Nhà của anh Ba đâu? Không phải đây đặng à. Ừ, đây đó đó. Đó trong đấy mà hay. Ừ. Lẹ lẹ. Đâu? Ủa, đây hả? Đây hả? Ở bên đây hả? À, một lần đi đám cưới gì lỗi đường này đó. Kéo đã gà vịt tôi bắt hết à. Tâm ơi. Đây bọc cơm khô của lại đem lại luôn. Còn như đám gáo rồi. Cái theo. Có cái gì sách hết rồi. Tôi uống em mấy đi đi nó chạy. Mày ăn đi, uống gì nào uống cái nước quẩn cho nó uống. Vậy ba. Rồi, uống nha. Ổng nè. Bệnh đó hả? Bệnh nhưng mới đi chích mới về nè. À, anh nhậu thì nó nghỉ, còn à, nó nhậu anh nghỉ. Ừ. Ba đứa gái ông qua đây có bữa nay ông đó hả? Đó có ba đứa gái uống chị ơi. Chúng tôi chuẩn hút trái xài chị ba. Có ở đây đâu là ổng chở bia qua kia đó, ổng chở bia mà có chồng đâu ở, mấy đứa gái có chồng hết rồi ăn nó đi qua đợi nhậu với ổng rồi đám cưới rồi đó. Ủa mày kìa đợi mày hết tiếng cô nhỏ dữ vậy. Nhỏ mà, tao có món quà này tặng cho mày. Đúng rồi, bây giờ em để trên điện, điện nó yếu, nó không có sôi. Biết vậy hả? Ờ. Nếu mọi người thành cái gì mà con mẹ sợ như vậy á. Giờ em nào con có trời, nó phải cái điện điện nên nó phải... con mèo nè, số hào. Nhờ con mèo nè. Con gửi cua cho cái thằng nhỏ nó ăn đi. Đây, đây em đang gửi. Thằng một á hả? Thằng một không? Còn thằng nữa. Vô ba. Anh không nhậu được quá. Đưa chén qua. Anh ba. Mày không. Ngồi ngồi có quận thôi. Nhậu cũng đỉnh đó mày. Có xài kìa. Lâu mấy đứa xuống mà nhậu nó vài cốc cũng được. Tôm khô cũng đâu có máu đâu. Người mày uống cây đâu. Cũng ăn lạc tôm khô tôm gì đang là hết rồi ta. Ủa thằng ảnh có mua đồ cho mày đang kêu bưng lại mà. Dạ ông chú, dạ ông tiễn nào xuống nè. Mày dạ ông tiễn rồi. Rồi mẹ uống nước xuống á, xuống với em nè. Nói đi. Ôi vợ em bệnh chị. Ừ chạy. Xuống xuống. Nhậu có lợi chị. Đó rồi đây. Đâu ngồi đi chạy. Mấy em nhậu lại chị. Con còn bọt không chứ. Chưa thử sao biết. Cấp vàng mà uống bia được rồi. Sôi dữ rồi. Mấy giờ Dương ơi? Em đi khoảng 11 giờ mấy 12 giờ. Dạ.